Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được mến chào các cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nẻo Về Cõi Tịnh. Hôm nay chúng con xin làm một video ngắn để hướng dẫn quý cô bác có thể theo dõi những audio ở trên kênh một cách thuận tiện hơn. Ở đây chúng con xin hướng dẫn ở trên ứng dụng YouTube của điện thoại. Và điện thoại ở đây là điện thoại Android. Các điện thoại khác thì quý cô bác cũng theo dõi như vậy và làm như thế. Và nếu mà kênh đăng ký thì quý cô bác có thể vào phần kênh đăng ký để xem những kênh mình đã đăng ký rồi, mình theo dõi. Trên đây thì sẽ có rất nhiều kênh, tùy theo quý cô bác. Nào mà đăng ký nhiều kênh thì sẽ hiện ở trên dòng trên này. Và lúc đó thì quý cô bác có thể bấm vào cái chỗ tất cả này và nó sẽ hiện ra danh sách những cái kênh mình đăng ký. Khi quý cô bác vào kênh Nẻo Về Cõi Tịnh thì do cài đặt của kênh, cho nên là những cái video mà gần đây nhất nó sẽ hiện lên trước. Và nếu quý cô bác nào mà theo dõi những cái phần tiếp theo của bộ kinh hoặc là bộ sách nào đó thì quý cô bác có thể là vào xem kênh. Quý cô bác chọn ở trên này rồi bắt đầu vào xem kênh. Trên đây là có những video tải lên phổ biến, một video tải lên và danh sách phát đã tạo. Thế tuy nhiên là phần trang chủ này nó sẽ hiện khá là ít. Quý cô bác có thể là chuyển qua phần là duyệt qua. Quý cô bác nào mà đăng ký mà để chế độ chuông thì con xin hướng dẫn, đó là cái chế độ tất cả này thì nó sẽ nhận được tất cả thông báo về điện thoại của quý cô bác khi kênh đăng lên một bài video hoặc là bài cộng đồng. Và cái chế độ thứ hai này dành riêng, đó là những cái chế độ mà quý cô bác chọn từng video nó thông báo khi công chiếu hoặc là phát trực tiếp. Quý cô bác bấm vào đó thì nó chỉ hiện những video đó thôi, thông báo cho quý cô bác đến giờ công chiếu hoặc là trực tiếp của những video đó thôi, chứ nó không thông báo hết. Mà quý cô bác nào mà trong thời gian hành trì công phu hoặc làm những công việc cần yên tĩnh thì có thể tắt phần thông báo này đi. Và lúc đó thì bao giờ mình có thể là bật lại để đỡ ảnh hưởng. Thường thì kênh sẽ đăng video lên tầm 8 giờ tối theo giờ Việt Nam, cho nên là quý cô bác có thể chọn những cái phần này cho nó phù hợp với điều kiện của mình để thuận tiện nhất. Khi quý cô bác chuyển sang phần duyệt qua thì nó sẽ hiện lên trên đầu là những danh sách phát đã tạo và phía dưới là những video lẻ. Có khá là nhiều video, do vậy là để thuận tiện thì chúng con cho vào những danh sách phát. Những video là nhiều phần thì chúng con để cái tiêu đề nó có phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 ở sau mỗi tiêu đề. Và trên ảnh đại diện ở phía góc này có những cái khung nho nhỏ này, chúng con để tên phần thứ tự ở đó. Và khi đó thì cô bác tìm ở trong phần là danh sách phát, nó sẽ nằm ở trong những cái danh sách phát như vậy. Tuy nhiên thì cũng có những video mà tiêu đề nó dài hoặc là video làm trước đây thì chưa được đặt tên khung, cũng như là trên tiêu đề chưa được đặt phần 1, phần 2. Do vậy là quý cô bác có thể là xem vào phần mô tả của video để xem nó thuộc phần nào để mình theo dõi nó được thông suốt hơn. Đôi khi thì mình xem một video mà mình không thể hiểu được cả nội dung của một bộ sách hoặc là một bộ kinh, thì quý cô bác có thể tìm những video nào có một phần thì chúng con sẽ để một phần ở trong phần danh sách. Quý cô bác vào phần là danh sách phát, xem tất cả và để tìm những cái danh sách phát đó. Ở đây con xin ví dụ hướng dẫn. Quý cô bác mà đang xem một video nào đó mà đang công chiếu hoặc là xem dở chừng mà không biết nó thuộc bộ nào, danh sách nào, thì quý cô bác có thể là vào phần mô tả của video. Ở đây con xin hướng dẫn lấy cái bộ Chết An Lạc Tái Sinh Hoàn Hỷ này để hướng dẫn quý cô bác. Ở đây con xin ví dụ. Khi quý cô bác đang xem một video mà có thể tiêu đề nó dài hoặc là cái ảnh tiêu đề, lúc đó mình đang xem rồi thì mình cũng không xem được cái ảnh tiêu đề. Mình xem cái tiêu đề của video nó cũng khá là dài, thì quý cô bác có thể là bấm vào cái mũi tên xuống đây. Nó sẽ có mục nội dung mô tả của video đó. Thì quý cô bác có thể là xem thêm. Ở đây dưới này là sẽ có tên của video và nó nằm trong cái phần nào, mục nào của danh sách phát. Thì quý cô bác có thể là xem lại để cho nội dung nó được xuyên suốt hơn. Còn ví dụ video này mình đang xem đến đây thì mình tìm vào đang là phần 51 của Chết An Lạc Tái Sinh Hoàn Hỷ, thì mình có thể là tìm vào cái danh sách phát đó, mình xem phần 1 hoặc là phần 2. Nếu mà mình chưa xem những cái phần trước thì mình xem tiếp, xem lại rồi mình mới xem đến cái video đây thì nó được thông suốt hơn. Trong video thì sẽ có những cái phân cảnh nhỏ của video đó, thì quý cô bác có thể là bấm vào cái thời gian ở bên cạnh những cái phần nhỏ đó, thì quý cô bác bấm vào thì nó sẽ nhảy đến cái phân cảnh, ví dụ là sự phán xét của các thần chết này chẳng hạn, thì bấm vào đó thì video nó sẽ nhảy đến đó, hoặc là xem ở dưới này. Tuy nhiên ở dưới này thì bởi vì nó rất là nhỏ, đôi khi thì cái tiêu đề ngắn của mình nó lại dài hơn, mình không đọc được hết. Mình xem đến đây thì mình có thể là tìm lại cái phần danh sách phát này. Mình vào phần kênh đăng ký, phần duyệt qua, vào xem tất cả các danh sách phát và tìm đến cái mục danh sách đó. Mình đang tìm cái này. Rồi mình vào đây mình xem, có thể là xem từ phần 1 đây đến phần 2, phần 3, phần 4, phần 5. Các video khác, thường video khác thì nó có phần ghi được ở tên tiêu đề này hoặc là trên hình ảnh này, thì quý cô bác có thể xem dễ hơn. Mình có thể bấm vào đây và xem, chọn cả bộ, nghe cả bộ. Phần tiếp theo nó đến bên cộng đồng, thì là những bài viết có hình ảnh và những bài viết ngắn bằng chữ. Do vậy chúng con không làm video để chia sẻ cùng quý bác. Tuy nhiên thì cái mục này cũng sẽ ít được đăng. Một điều nữa, có bác thì bảo là không tải xuống được, không cho tải. Khi mà đang xem phát trực tiếp hoặc là đang công chiếu như này thì phần tải xuống ở đây nó sẽ không tải được, mà phải chờ công chiếu xong thì mới tải được. Quý cô bác nào và đang vào xem công chiếu thì có thể là kéo lại, kéo cái vạch đỏ này lại. Khi mà đang công chiếu được thời gian rồi thì mình phải kéo lại, mình nghe từ đầu cho nó được xuyên suốt nội dung của video đó. Và khi nào quý cô bác muốn tải một video nào đó mà mình không có thời gian, hoặc là mình có thể là đi mang điện thoại đi đâu đó, thì quý cô bác có thể là tải xuống. Nó có phần chữ tải xuống ở chỗ này, thì quý cô bác bấm vào tải xuống. Và khi quý cô bác tải xong, hoặc là chờ nó tải xong, thì nó sẽ nằm ở trong một thư viện này, ở bên dưới cùng của mình đây. Nó nằm ở mục video tải xuống. Và bây giờ khi video nó tải xong xuống thì quý cô bác có thể là tắt mạng đi để nghe, và đi ra đường cũng có thể nghe được. Quý cô bác có thể làm tất cả những video nào mà mình yêu thích. Và khi mình nghe xong hoặc không muốn nghe nữa thì quý cô bác có thể là xóa đi. Khi quý cô bác có thể xóa đi thì quý cô bác vào phần tải xuống, vào thư viện này, vào phần tải xuống này. Rồi muốn xóa video nào đó đi thì bấm vào cái ba chấm nhỏ nhỏ bên phải cùng này, thì mình xóa khỏi phần tải xuống, để cho điện thoại nó đỡ nặng và nó đỡ đầy bộ nhớ. Và nếu quý cô bác nào có ý kiến hoặc là đóng góp ý kiến gì đó với kênh thì có thể là góp ý thông qua các đường liên kết ở phần giới thiệu của kênh. Chúng con có để những đường giới thiệu, những đường liên kết ở đây. Quý cô bác có thể là chat liên hệ với Facebook hoặc là Zalo. Kính thưa quý cô bác, phần hướng dẫn qua của con đến đây xin được tạm dừng. Nếu có bất kỳ ý kiến gì thì mong quý cô bác có thể đóng góp ở dưới phần bình luận, hoặc là có thể là liên hệ trực tiếp với đường liên kết đó ở phần giới thiệu của kênh, với mục đích chia sẻ những audio, những bài viết hay những cuốn sách của các thầy một cách hữu ích, một chút gì đó cho quý cô bác. Thì mong quý cô bác hoan hỷ đón nhận và góp ý. Bởi vì kênh không phải là chuyên nghiệp, do vậy là có rất là nhiều thiếu sót. Ví dụ như là phần thu âm, phần âm thanh, hoặc là phần đọc. Bởi vì người đọc cũng không phải là người chuyên nghiệp, với mục đích là chia sẻ để quý cô bác nào mà chưa biết thì có thể là hiểu biết thêm. Và nội dung chỉ mong mang tính chất tham khảo. Nếu ai dùng được một chút gì đó thì đó là lợi ích cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn quý cô bác, và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia trì cho quý cô bác cùng gia đình, thân tâm luôn được an lạc, tinh tấn tu hành, sớm ngày liễu thoát sanh tử, luân hồi khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.